Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi. Con thường hay hồi tưởng và suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Nghĩ chuyện vui vẻ thì con tủm tỉm cười đắc chí. Có chuyện thì con lại thấy ngại ngùng vì nhận ra mình đã làm sai hay là hơi lố. Thậm chí nhiều lúc đi xe trên đường vẫn có khoảnh khắc con suy nghĩ vẩn vơ như vậy. Con có tự nhắc nhở bản thân không nên như vậy nữa vì nó khiến con không tập trung làm gì được, nhưng không thay đổi được gì. Nhờ Thầy cho con xin lời dạy, con xin cảm ơn Thầy ạ. Cái này là câu hỏi của bạn Nguyễn Hữu Tư. Bạn ấy hỏi rằng bạn hay suy nghĩ vẩn vơ, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. Có khi cười tủm tỉm một mình, có khi thì lại thấy ngượng ngùng. Trong khi làm việc, kể cả khi lái xe đi trên đường, vẫn suy nghĩ vẩn vơ, cho nên bạn cũng rất là khổ tâm. Cái này ở ngoài đời chúng ta gọi là cái bệnh mất tập trung, cái bệnh nghĩ lung tung đấy mà. Đó, thế và thưa đại chúng, mà cái bệnh này của thanh niên bây giờ, thanh thiếu niên bây giờ là rất nhiều. Cái thời đại này là cái mắc cái bệnh loạn tưởng và nghĩ lung tung nhiều lắm. Thời các cụ ngày xưa không bị như này. Cái thời công nghệ 4.0 này là con người bị cái này nhiều. Đó, nó cũng thực sự là do ảnh hưởng của cái thời đại bây giờ. Nhưng mà nói thời đại là gì? Là nghiệp của chúng ta thôi. Nghiệp của nhân loại chúng ta giờ nó biến ra như thế này. Phải không? Thế thì Thầy xin trả lời với bạn Tư thế này, bạn Nguyễn Tư thế này. Con phải hiểu được rằng tất cả những cái suy nghĩ đấy của con trong Đạo Phật chúng ta gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng. Nhé. Thế thì nguồn gốc của vọng tưởng này thì một là nó tồn dư từ tiền kiếp mang sang kiếp này. Có những người trong tiền kiếp người ta từng tạo tác rất nhiều thứ, có những thứ rất kịch liệt. Sát nhân hại vật vân vân, làm những việc ác, và nó đều được lưu trữ ở trong cái gọi là tàng thức hết ấy. Cái tàng thức ấy khi chúng ta chuyển sinh thì nó lại mang sang kiếp này. Đó, nó nằm nhiều lớp nhiều lớp, giống như chúng ta ghi thông tin vào trong một cái đĩa hay trong một cái bộ nhớ, cái USB đấy, rồi chúng ta lại cầm cái USB đấy ta cắm sang cái máy khác. Thì cũng vậy, chúng ta chết bỏ thân kiếp này, tất cả những cái việc gì trong kiếp này nó có thể được lưu giữ trong tàng thức, trong duy thức, hoặc là trong tạng thức. Và sang kiếp sau thì những cái đấy nó lại mang sang kiếp sau. Đó, thế cho nên đấy cũng là một cái nguồn để sinh vọng tưởng. Cho nên có những lúc chúng ta tự nhiên, chúng ta nhớ những cái hình ảnh rất là xa xôi mà trong đời này ta không gặp. Có những cái giấc mơ mà ta thấy rất lạ lùng. Hóa ra nó là những cái tồn dư từ tiền kiếp nó mang sang. Đấy là một cái nguồn để sinh vọng tưởng. Cái thứ hai là do ngay trong đời này căn trần của chúng ta tiếp xúc với nhau, sáu căn tiếp xúc với sáu trần ở hiện đời này lại tiếp tục sinh ra vọng tưởng cho chúng ta nữa. Mà cái này là nguồn chính. Những cái ở trong tàng thức nó có thể bị ẩn chìm đi, đủ duyên nó mới xuất hiện lên, nó mới trồi lên. Còn thì hiện kiếp này là cái mạnh nhất đấy. Sáng làm gì thì tối về nghĩ đấy, mơ cái đấy, mộng cái đấy. Hay là chúng ta lo lắng cái gì thì tâm chúng ta đều vọng tưởng nghĩ về cái đấy rất nhiều. Đó, nhé. Thế thì ở đây, cái này Thầy nói với con là cái này gọi là vọng tưởng. Nghe không? Vọng tưởng. Và cái bệnh vọng tưởng là bệnh chung của tất cả chúng sinh. Cho nên trong kinh thì Đức Phật nói sao? Chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Tất cả chúng ta đều có đức tướng, có trí tuệ của Như Lai hết đấy. Thế nhưng mà chúng ta không thể dùng được cái trí tuệ Như Lai là đều vì do vọng tưởng chấp trước mà khuất lấp đi mất. Đấy, chính chúng ta có cái trí tuệ của Phật. Thế nhưng mà do cái vọng tưởng của chúng ta nó khuất lấp đi mất hết. Cho nên quá trình tu tập cũng chính là quá trình thanh trừ, lọc các cái vọng tưởng của chúng ta đấy thầy chúng. Đấy. Trong ngũ uẩn ấy thì sắc thọ tưởng, cái tưởng này là cái kinh khủng nhất đấy. Đại chúng hiểu không? Chúng ta hầu hết sống trong tưởng hết đấy. Cái tưởng này không phải là chỉ là mộng tưởng, mơ mộng đâu, mà trong tư tưởng ấy thưa đại chúng. Nhá. Chúng ta sống là sống trong tưởng đấy thưa đại chúng. Ví dụ ở đây thầy nói nhìn thấy cái này bông hoa, mình biết này là bông hoa gì. Vào, wow. Đây là hoa sắc pháo hay hoa gì thì nghe chữ hoa sắc pháo đấy thì sắc pháo đấy cũng đã là tưởng rồi đấy. Để biết được cái này là quả chuông, cái này là cái bóng điện, đấy là tưởng đấy thưa đại chúng. Là tưởng hết đấy, cho nên chúng ta sống chủ yếu là tưởng mà. Tư tưởng của chúng ta đấy.
Hình bóng bên ngoài đẹp xấu đấy cả đều là trong tưởng hết thưa đại chúng. Đó nhé. Thế cho nên ấy, vì cái tưởng này á, bây giờ cái thời đại này thì tưởng nó lại quá nhiều luôn. Và báo đài thông tin trăm ngàn thứ, lên mạng một cái là thôi, gọi là vào gọi là cái đường băng thông tin là tràn ngập luôn, không thoát ra nổi, không thoát ra nổi. Cho nên bây giờ cứ mỗi người một cái máy rồi là vùi hết cả đó. Về nhà là chồng một máy, vợ một máy, con một máy, mỗi đứa một máy, mỗi đứa một góc, chẳng ai cần nói chuyện ai, tràn ngập thông tin trên mạng thôi, cứ vào đấy. Cho nên chúng ta nạp quá nhiều. Thế cho nên người bây giờ, người thời nay bị bệnh thần kinh nhiều là vậy đấy. Rối loạn về tư tưởng, loạn hết cả lên. Người thời xưa họ ít bị bệnh về thần kinh, người thời nay bệnh về thần kinh nhiều, đại chúng có thấy không? Thấy không? Lo lắng, trầm cảm, stress, tự kỷ đó. Thế rồi căng thẳng, nhảy cầu, nhảy lầu rất là nhiều đó. Nó đều từ cái bệnh này đấy. Thế nhé. Cho nên đạo Phật thì biết rõ chúng sinh ấy, Đức Phật thì nói chúng sinh do cái bệnh vọng tưởng này mà nó làm khuất lấp đi cái trí tuệ sáng suốt của Như Lai. Như Lai ở nơi mình này chứ không phải Như Lai ở đâu cả. Cho nên quá trình tu tập cũng chính là quá trình mà để thanh lọc, trừ khử cái vọng tưởng này đấy. Tu tập là vậy đấy. Dứt được vọng tưởng là chứng được chân như. Nó thế đấy. Nhé. Thế cho nên ở đây bây giờ mà con muốn hỏi Thầy là xem là cho con cái lời khuyên thế nào, thì con phải trước hết là biết được đây là cái bệnh mà bệnh chung. Thì con nếu mà cái người nặng vọng tưởng nhiều thì cũng phải bớt những cái duyên, bớt duyên đi nhé. Nếu mà con mà cứ vào mạng nhiều quá, kể cả những việc miên man, có những khi chúng ta biết ấy, vào mạng nhiều khi là nó miên man đi lung tung hết cả. Nếu việc cần thiết thì không làm, ví dụ mà vào mạng để tìm kiếm thông tin, để đọc, để học sách gì đó thì được. Nhưng mà rồi miên man đi đủ thứ thì chúng ta càng thêm nhiều vọng tưởng, không lợi ích. Cho nên cái mạng nó là cái con dao hai lưỡi, có cái tốt mà không biết dùng thì cực kỳ nguy hại, rất nguy hại luôn. Đó, cho nên trước hết là về con ấy, là khi căn và trần tiếp xúc là con phải lọc những cái việc cần thiết mới cho nhập, mới nhập. Đấy, các con thấy cái máy tính của các con mà cái gì cũng nhập, cái gì cũng cho nạp vào rồi thì virus nó vào đầy hết thôi. Đấy, cho nên ai muốn giữ cái máy tính của mình tốt thì phải chọn lọc, phải không? Cái USB nào, cái đĩa nào phải thấy an toàn, sạch sẽ thì mới cho vào, chứ còn cái gì cũng cho vào hết là chết rồi. Có ngày là nó virus nó gặm cho thì hỏng hết máy, mình thế thôi. Cái gì cũng cập nhật, có gì cũng đưa vào hết thì nó loạn đầu lên. Nhiều lắm đấy ạ. Nhiều em bây giờ là bị loạn thần kinh vì những cái bệnh này. Đó. Thế cho nên Thầy khuyên con thứ nhất là tìm học cái gì đều phải có chọn lọc, có chủ đích nha. Để vì mình là sức khỏe tinh thần không mạnh, sức khỏe thần kinh không mạnh thì mình phải biết cho nó ăn những cái gì lành mạnh thôi. Mà cho ăn nhiều quá nó bội thực, nó bệnh là cũng chết đấy. Đấy, bây giờ cái bệnh của chúng ta là bội thực về thông tin nhiều quá, loạn hết cả nhé. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con lên thực tập học thiền nha, tìm hiểu Phật pháp và học thiền. Chính cái phương pháp thiền định ấy là phương pháp để dứt trừ vọng tưởng. Và Đức Phật nói rồi, tại sao các bậc thánh ngày xưa đấy, các đệ tử Phật thánh tăng ấy, các ngài đều phải tu thiền định hết á. Mà chính thiền định ấy, khi mà dứt được trừ được các vọng tưởng thì các ngài có được cái thánh trí gọi là trí tuệ Như Lai. Và trí tuệ Như Lai thì lại cực kỳ tuyệt vời, lúc ý là muốn gì, thấy gì, biết gì là biết được hết. Thế còn chúng ta bây giờ nghĩ rằng chỉ có dùng cái vọng tưởng này để đòi biết hết thì vọng tưởng nó không thể biết hết được. Chúng ta nhớ thế này, vọng tưởng nó cũng giống như là những cái sóng ở trên mặt biển ấy. Cái những cái sóng trên mặt biển thì nó chỉ, mỗi cái sóng nhô lên nó chỉ chụp được một tí trời mây trăng sao ở trên phía trước nó thôi. Thế chứ còn là sao nó biết được hết được khắp mọi nơi. Nhưng còn biển nó biết được khắp mọi hết. Biển là biết được hết tất cả mọi ngọn sóng, biết được hết. Biển mới là rộng là lớn, còn sóng nó chỉ là một cái phần rất nhỏ thôi. Cho nên cái vọng tưởng của chúng ta là những mảnh vụn của trí tuệ, nó vỡ vụn và nó rất lung tung. Thế cho nên tại sao Đức Phật biết là cái mảnh vụn này nó không có giá trị nhiều. Cho nên người tu là người đi đến mà đoạn trừ vọng tưởng, tu thiền định, tu chỉ, tu quán đều để là trừ cái vọng tưởng này hết đấy thưa đại chúng. Rất trừ vọng tưởng thì mới chứng được cái chân như, tức là chứng được cái trí tuệ chân thật, bản thể. Đó, cái đó là cái này là cái mà rất là quan trọng.
Tất nhiên nói với con cái này thì nó cũng hơi sâu, nhưng mà thầy chỉ khuyên con nên tìm hiểu về thiền. Tất nhiên tìm hiểu về thiền thì cũng phải tìm thầy, có thầy nào có kinh nghiệm hướng dẫn cho mình, chứ không phải thiền nào cũng học. Đi học thiền Pháp Luân Công hay là học thiền của Thanh Hải Vô Thượng Sư, mấy cái thiền như thế rồi là học xong có khi là bị tẩu hỏa nhập ma liên thiên như thế là rất nguy hiểm nhé. Hay thiền của Hội Thánh Đức Chúa Trời gì đấy, học mấy cái đấy xong rồi là điên điên loạn loạn nên là chết đấy. Đó, cho nên phải học đúng thiền của Phật giáo thì mới được. Thiền Phật giáo mới đúng là cái thứ thiền gọi là chân thiền để mà chữa bệnh, tâm bệnh cho chúng sinh. Cái tình trạng tâm của các con như thế cũng gọi là tâm bệnh hết đấy. Tâm bệnh mà chúng sinh thì hầu như ai cũng có cái loại tâm bệnh này hết, chỉ nói là nhiều hay ít thôi. Đấy, cái bệnh vọng tưởng, cái bệnh chung của chúng sinh, nhiều hay ít, nhưng mà như con như thế gọi là nhiều. Là người cái gọi là sức khỏe tinh về thần kinh, sức khỏe và tinh thần là yếu. Thế thì con rất nên học thiền, nên đến những cái chỗ nó yên tĩnh, bớt những cái duyên tiếp xúc quá nhiều, bớt lang thang lên trên mạng nhiều đi, mà bớt đi. Mà chỉ những cái gì hết sức là cần thiết thì chúng ta mới lưu nhập vào thôi. Nên tại sao chưa tăng ở chùa thầy là phải vào rừng tu á, là cắt hết các duyên rồi, chỉ còn cây với lá với đất thôi. Cho nên là cây với lá đất thì nó không trêu chọc mình nhiều, phải không? Thế còn mà đi cứ ra ngoài phố mà đi thì đủ thứ nó trêu đấy, phải không? Cái gì nó cũng trêu, nó đập vào mắt mình, nó trêu ngươi mà, nó gọi trêu ngươi, nó đập vào tai mình, nó ngoáy cho lỗ tai, nó rất là khổ. Cho nên về là cứ vọng tưởng tơi bời, không tu được. Thế thì vào rừng, Đức Phật bắt Chư Tăng vào rừng tu là để cắt những cái duyên đấy, gọi là tránh những cái duyên đi, cho tâm nó dễ yên, nó bớt vọng tưởng lung tung. Đấy là cái duyên đấy, gọi là đang tạo cái thuận duyên để cho tu hành. Đấy thì con biết đấy, hôm nay Thầy hé lộ là cái việc của Chư Tăng để các con có thể ứng dụng được, người tại gia có thể ứng dụng được những cái chuyện này. Mình không vào rừng được như Chư Tăng, mình có thể tránh bớt duyên đi. À, lúc nào cần vào máy làm, còn lúc nào không là phải không. Còn tốt nhất con biết là ngồi thiền nữa thì cực kỳ tốt. Và cái thời đại này, thời đại công nghệ 4.0 rồi sắp sửa 5.0 này thì con người rất cần phải học thiền. Thiền nó giúp cho tâm trí chúng ta quân bình và mạnh khỏe, có thêm sức sống. Không thiền thì rất nhiều bệnh tật nó sinh ra. Đấy. Cho nên chính cái Covid bây giờ cũng thế, con người ta rất cần thiền. À, thầy đã rất là hiểu cái tâm trạng của người mà mắc bệnh Covid, cực kỳ lo sợ hoảng loạn. Và nhiều khi á, Covid nó chưa giết chết mình thì chính cái lo sợ hoảng loạn này nó đã giết mình rồi. Nó giết chết mình rồi. Cũng giống như một bệnh nhân bị ung thư á, phải không? Trước khi mà đi khám bệnh ấy, vẫn khỏe phăm phăm, vui, vẫn chơi thể thao bình thường, nhưng đi khám ông bác sĩ mà ông chỉ cần lặng đi một tí mà chết rồi. Tôi thấy có cái gì đấy, nó có cái tế bào nó hơi là lạ, thế là lập tức mình mất hết sức mạnh luôn, hôm sau về là quỵ luôn, ốm luôn. Hôm trước vẫn khỏe phây phây, vẫn đi đá bóng, vẫn đủ thứ, nhưng mà bác sĩ khám xong rồi tôi thấy có một cái tế bào lạ, chưa kết luận nhưng tế bào lạ, thế là về là hôm là không ngủ, là hôm sau bơ phờ, là ốm luôn, là quỵ luôn. Nhiều khi bệnh nhân ung thư chết là do cái tinh thần này, cái tư tưởng này, vọng tưởng đấy đó. Mà thầy biết mà, cái này khó vực lại được lắm đấy. Lúc nào cũng nghĩ mình ung thư rồi, mình ung thư rồi, mình ung thư rồi, ung thư nó đang gặm nhấm mình, nó sắp sửa giết mình rồi. Cái tư tưởng ấy nó giết chết chúng ta trước cả bệnh luôn đấy, trước cả thằng ung thư luôn đấy. Bệnh nhân Covid thế à. Cho nên cái sức khỏe tinh thần nó rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mà Phật Pháp chính là cái phương pháp để chữa cái bệnh tâm, bệnh tinh thần này cho chúng ta. À, mà trong đó thì phương pháp thiền định là một phương pháp cực kỳ quan trọng. À, thiền định để dừng, để lắng, để sạch được vọng tưởng. Đó, quan trọng lắm đấy chúng. À, đấy nhá, thế cho nên Thầy khuyên bạn, khuyên con là nên tìm hiểu và học thiền, thực tập thiền đi. Để tâm nó bớt vọng tưởng năng sang, và thiền nó rất là cần. Các cái nước công nghiệp như Nhật Bản và một số nước giờ đấy, họ có nhiều công ty xí nghiệp, công nhân trước khi vào làm việc họ đều cho ngồi thiền 15 phút, nửa tiếng cho tĩnh tâm. Tâm nó an tĩnh rồi thì làm việc nó mới hiệu quả, nó mới sáng suốt được. Còn một cái tâm loạn động, vọng tưởng, nghĩ lung tung ấy, làm việc lọ sọ với kia hỏng hết. Nhất là thời đại hiện đại này, có khi mình chỉ bấm nhầm con số là máy nó chạy loạn xạ lên là hỏng hết, nó chết. Điều khiển toàn tự động mà đầu mình lại chập mạch nữa thì thôi rồi, nó chết luôn, có phải không? Nhá, thế cho nên Thầy khuyên con nha, nên bớt những cái duyên để làm cho mình bị dính mắc nhiều đi, bớt đi. Thứ hai là lên tìm hiểu đạo Phật, học về thiền thì nó sẽ tốt cho con nha.
Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Phật tử, đây là YouTube của bạn Võ Ninh Hoa, hỏi rằng: Kính bạch Thầy, trước kia khi Đức Phật thành đạo thì Ngài tuyên bố là Ngài đã là bậc giác ngộ. Khi Ngài vừa mới sinh ra, Ngài cũng đã tuyên bố là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng sau này thì các bậc thánh lại không được nói mình đã chứng thánh, thì làm sao chúng con có thể nhận biết được ai đã là bậc thánh để mà nương tựa ạ? Thầy có thể giảng giải cho con được không? Làm sao con có thể biết được người phàm và bậc thánh ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Đây, thế là bạn Hoa này, Võ Ninh Hoa, bạn hỏi câu hỏi này, tức là làm sao để biết được ai là bậc thánh, ai là phàm đây. Thì Ngài có đưa cái lý do là Đức Phật ấy, khi Ngài thành đạo thì Ngài nói là ta đã chứng đạo, không? Ta đã giác ngộ. Thế rồi khi mà Ngài vừa Giáng sinh thì Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Ngài nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, và ta là tôn quý nhất. Cái câu này cũng là cả vấn đề đấy, mà nói một câu này cả vấn đề. Không mổ xẻ ra thì nhiều người ta cũng nói, người ta bảo đạo Phật vô ngã, mà ông cụ giáo chủ của đạo Phật lại nói là duy ngã độc tôn. Thế mà chính cụ lại nói là đạo Phật là vô ngã, mà sao cụ lại nói là duy ngã độc tôn, tức là chỉ có ta là tôn quý nhất. Nhiều người họ cũng phản bác cái chuyện này. Thế thì cái này nó là cả vấn đề. Hôm nay thì Thầy không bàn cái chuyện duy ngã độc tôn. Nhưng bàn đây chuyện bạn Hoa bạn hỏi là bây giờ thì các bậc thánh thì lại không được nói mình đã chứng thánh, thì làm sao mà bạn ấy có thể biết được ai là thánh để mà nương tựa, đúng không? Đấy. Thế thì bạn hỏi nhé. Thế thì Thầy xin chia sẻ với bạn Hoa và đại chúng thế này. Thực ra ấy, thì không phải Đức Phật cấm các đệ tử không được nói mình chứng thánh khi mình thật sự đã chứng thánh. Đức Phật không cấm, không phải cấm đâu. Vì trong kinh ấy, tất cả các đệ tử Phật khi các ngài chứng thánh, các ngài đều nói: ta hôm nay việc gì? Việc lớn đã thành, phạm hạnh đã thành, và gánh nặng đã được đặt xuống, và từ nay không còn trở lại trạng thái này nữa. Đấy là một vị chứng thánh đấy. Các ngài chứng thánh quả các ngài vẫn nói. Hay là cái câu chuyện cái chú tiểu mà chê bai cái thầy tỳ kheo tụng kinh như chó sủa, thì Thầy cũng nói ta là A-la-hán rồi đấy. Ông nói thế này là ông đọa đấy, nghe không? Đoạn 500 kiếp ở trong địa ngục rồi còn tái sinh làm chó, ông phải sám hối ngay cho kịp, thế không thì ông đọa nặng lắm. Thế và sau đó chú tiểu sám hối rồi nhưng mà vẫn còn dư báo phải đọa 500 kiếp làm chó. Đó. Thế thì đấy các ngài, và rất nhiều, nhiều cái chuyện chứ không phải Đức Phật cấm. Thế nhưng mà cái tình trạng sau này có những người tu lôi thôi cũng tự nhận mình chứng thánh, thì cái đó thì nó cũng rất là bất cập. Đấy, trong bài kinh mà kinh gọi là Gương Kính, trong kinh Trường Hàm ấy, Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật nói về vị Thánh Tu Đà Hoàn thế này: Này A Nan, bây giờ ta sẽ giảng về pháp kính, tức là gọi là gương chính pháp, để thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Nếu muốn nhé, thì có thể tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sinh, bảng sinh, ngã quỷ, đọa xứ ác tú. Ta đã chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, sẽ đạt được chính giác. Cái Đức Phật cho phép mà. Nếu đệ tử Phật nếu muốn nhé, tức là cái vị đệ tử Phật đúng là bậc thánh, họ biết lúc nào cần tuyên bố mình là thánh. Ở trong các cái tội, trong các cái tội thì có cái tội cực trọng gọi là cái tội đại vọng ngữ. Tội đại vọng ngữ là tội gì? Tội đại vọng ngữ là cái tội người chưa chứng thánh mà lại tự mình nói chứng quả thánh. Chứ còn người ta chứng thật quả thánh thì người nói tôi chứng thánh rồi, tôi chứng tu đà hoàn rồi, tôi chứng a la hán rồi là bình thường. Còn mình chưa chứng, mình chưa biết quả thánh là gì, mình cứ tự giao lên mình là thánh a la hán rồi, tôi là tu đà hoàn rồi, thì đấy gọi là tội đại vọng ngữ nhé. Chứ không phải Phật cấm không cho đệ tử Phật được tuyên bố. Đây chính bài kinh Đức Phật dạy, nếu đệ tử Phật
muốn thì sẽ tự tuyên bố về mình như sau. Nhưng mà người này phải chứng được những cái điều này này. Này A Nan, pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử sau khi chứng đạt pháp nghĩa này nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không còn tái sinh bàng sinh ngã quỷ, đọa xứ ác thú nữa. Ta đã chứng quả dự lưu, tức là chứng quả Tu Đà Hoàn đấy, nhất định không còn đọa ác đạo, sẽ đạt được chính giác. Tức là người này sẽ đạt được vô thượng chính đẳng chính giác, tức là đạt được thành tựu Phật quả, tức là thành tựu được A La Hán đấy. Thì Đức Phật nói đây: này A Nan, vị thánh đệ tử có những cái điều này, đạt được những điều này rồi thì có thể tuyên bố được như vậy. Thứ nhất ấy là có đầy đủ chính tín với Đức Phật. Người đấy có lòng tin đối với Đức Phật, gọi là chính tín thanh tịnh với Đức Phật. Tin Đức Phật một cách tuyệt đối. Nào, tin Đức Phật thế nào? Đức Phật, Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chính đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiền nhân sư Phật Thế Tôn. À, thế nhưng ở đây này chúng ta phải hiểu được 10 cái nghĩa này, cái danh hiệu này, và thể nhập hiểu được 10 cái nghĩa này, tin được 10 cái nghĩa này. Đó, không phải dễ thế, còn chúng ta học thuộc lòng cái này dễ thôi. À, khi các Phật tử mà nói Đức Phật là bậc thiện thệ thế gian giải này khác dễ lắm. Nhưng mà thiện thệ thế nào, thế gian giải thế nào, lòng tin của mình với thiện thệ với thế gian giải thế nào, nó có là lòng tin thanh tịnh không, gọi là chính tín thanh tịnh không, hay là mình chỉ tin là tin bằng cái ý thức này thôi, thưa đại chúng, thì cái đấy chưa phải là thật tin như thế này. Thứ hai, vị ấy phải có chính tín đối với chính pháp. Chính pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để mà thấy có khả năng giải thoát, được trẻ kẻ trí tự mình thâm hiểu. Nha. Đó, tức là cái người này lại phải tin về chính pháp của Phật. Thưa đại chúng, ở đây Thầy nói về cái chữ tin này nó có nhiều cấp độ lắm. Phật tử mình, ôi Thầy, con tin Phật Pháp Tam Bảo tuyệt đối. Hay nhưng mà mới nói thế xong, 3, 7, 21 ngày sau Thầy đã nhìn thấy đã đi đến mấy cái điện phủ để nhảy đồng rồi. Đó, Thầy gặp những trường hợp ấy rồi. Nói tin lắm, còn tin tuyệt đối lắm. Thế nhưng sau mấy hôm sau đã thấy đi ra bên kia nhảy đồng rồi. Đó, chả biết là tin cái kiểu gì. Thế thì chúng ta thấy cái lòng tin nó rất thời ợt. Cái lòng tin của Bậc Thánh là cái gọi là lòng tin tự tín thanh tịnh. Tức là tin mà mình thấy được nó luôn, thưa đại chúng. Lòng tin mà thanh tịnh, mình thấy cái tâm mình nó phải rất thanh tịnh. Lòng tin này gọi là giống như ngài Tăng Sáng ngài nói là tín tâm thanh tịnh đấy, à, tín tâm bất nhị tín tâm đấy, cái lòng tin nó gọi là đinh ninh trong này này. Chứ còn đại chúng thấy chúng ta cái nói lòng tin chúng ta nó hơi hợt lắm. Cái người lòng tin là người ta phải thấy được chính mình trong này này mới gọi lòng tin tuyệt đối như này đấy. Rồi sao nữa? Vị ấy có chính tín đối với chúng tăng, có chính tín đối với Phật, có chính tín đối với Pháp và có chính tín đối với Tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn chân chính tu hành, chân trực tu hành, chân trí tu hành, chân tịnh tu hành, bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời, là cụ túc giới hạnh, được bậc thánh mến chuộng, được viên mãn không mảy muốn, được vẹn toàn không sứt mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng bởi đời sau, hướng dẫn đến thiền định. Đó, đấy cái lòng tin và chúng tăng của cái vị thánh Tu Đà Hoàn hội tin đến như vậy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái vị thánh Tu Đà Hoàn giống như bà Phi Giác Kha hay là ông cấp cô độc ấy, thì có đem ông ra chặt đầu, đem bà ra chặt đầu mà cũng không bao giờ lay chuyển lòng tin, thưa đại chúng, đối với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng. Cái tiêu chí để mà xác nhận một người chứng thánh quả Tu Đà Hoàn, thứ nhất ấy là dứt trừ thân kiến, thứ hai là trừ giới cấm thủ, thứ ba là trừ nghi ngờ. Thì ở chỗ này nó nói đến, nhưng trong cái này thì lại nói rất sâu về cái tin tưởng đối với Tam Bảo, dứt nghi, mà đặc biệt là nghi về Tam Bảo này này. Cái người này là có lòng tin đặc biệt bất thoái chuyển đối với Tam Bảo. Thế cơ mà, thưa đại chúng, nghĩa là có gọi là rùi đâm dao cắt lửa lung đi chăng nữa họ cũng không thay đổi. Nó phải tin một cái như vậy đấy, thưa đại chúng, mà tin là thấy ở trong mình này này. Nói con tin lắm nhưng mà chưa thấy ở trong mình. Cái lòng tin này, lòng tin mà gọi là kiến tính rồi, đối với Thiền Tông gọi là kiến tính rồi. Bậc Tu Đà Hoàn là bậc kiến tính của Thiền Tông rồi đấy. Thấy được tâm tính của mình,
Thấy vì thấy được tâm của mình cho nên biết được tâm của Phật cũng như thế, tâm của các bậc thánh tăng cũng như vậy. Và giáo pháp của Phật là con đường rõ ràng, chân sát đưa mình đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Tin như vậy cơ mà. Cái lòng tin là lòng tin phải thấy ở nơi mình chứ không phải là tin suông. Dù có đọc một chồng sách, một kho sách để bảo tôi có lòng tin cũng chưa phải thật là lòng tin này đâu thưa đại chúng. Chưa phải lòng tin này. Lòng tin này là lòng tin kiến tính, đã thấy ở tâm mình rồi, thanh tịnh tự tâm rồi. Đó, thì người này, Đức Phật nói nếu người nào mà đạt được cái điều này rồi, người ấy có quyền tuyên bố, tự nói về mình, ta nay đã như thế này, không còn đọa lạc, không còn đọa xứ, ta đã chứng quả dự lưu, và rồi ta sẽ đạt được chính giác. Đấy nhá, ở đây thì sư thầy nói để cho con và cho các Phật tử hiểu là không phải Đức Phật cấm chư tăng tỳ kheo không được tuyên bố về mình, không phải, chỉ cấm vọng ngữ thôi, đại vọng ngữ thôi nhé. Chưa chứng quả mà đã nói tôi chứng quả. Thế còn nếu người ta thật chứng, người ta đủ, tất nhiên bậc thánh thì họ sẽ biết nói lúc nào, chứ không phải lúc nào họ cũng nói. Họ nói để mà lấy danh lấy lợi thì hoàn toàn không phải rồi, nghe không? Nói để khoe mẽ, nói để mà lừa bịp thì lại hỏng mất rồi. Đó, cho nên thế thì cái đầu tiên ấy, là để thầy nói để cho con hiểu là không phải Đức Phật cấm các bậc thánh không được nói về mình nhé, để khẳng định cái điều đó. Nên trong kinh Đức Phật nói. Thế còn đây có một bài kinh đó, Đức Phật nói về cách nhận diện một vị thánh tăng A-la-hán. Nghe không? Trong kinh Trường A-hàm á, bài kinh Thanh Tịnh, Đức Phật có dạy thế này: này chư hiền, có tỳ kheo là lậu tận A-la-hán, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch các kiết sử của hữu, với chính trí đã giải thoát. Vị ấy không làm chín việc. Một vị là thánh A-la-hán thì vị ấy không mắc vào, không làm chín cái việc sau đây. Những gì là chín? Thứ nhất ấy, là không giết hại. Vị thánh A-la-hán là không có việc giết hại chúng sinh. Thứ hai là không trộm cắp, không làm việc trộm cắp. Thứ ba là không dâm dục. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không xả đạo. Thì các Phật tử thấy sao? À, ở đây thì đối với giới của Phật tử thì đã có mất, có ba giới rồi. À, với Phật tử tại gia là có ba giới của Phật tử ra: không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối rồi. À, đặc biệt hơn ấy, Phật tử tại gia thì cấm tà dâm thôi, còn các bậc thánh A-la-hán là các ngài không còn dâm dục nữa. Đấy. Giới thứ năm, điều thứ năm là ngài không có xả đạo, không bao giờ bỏ đạo. Thứ sáu là không bị dục chi phối. Ngài không bị dục chi phối, sống với cái người không bị dục chi phối. Dục chi phối mà nếu mà chúng ta để ý chúng ta biết ngay. Thấy người này còn ham ham cái này, còn thích thích cái kia, vào. Nhìn thấy ai đó đẹp đẹp còn mê mẩn, tức là biết là dục rồi. Còn ham, còn thích những cái thứ ngũ dục thế gian thì biết là bị dục chi phối. Nghe không? Đó, cái người này không bị dục chi phối. Thứ bảy là không bị sân chi phối. Không bị sân tức là không bị sân giận nó chi phối tâm mình. Đó. Ở đây thì thầy nói là không phải bậc thánh là không nổi sân đâu. Bậc thánh nổi sân mà không sân. Có những việc bậc thánh phải quát lạt, phải thị hiện cái tướng sân, thì chúng sinh nó rất là ngang ngược. Đây là giống như ông ác này này. Cái ông thần hộ, thần ác này, gọi là ông thiện với ông ác này, hai hộ pháp này. Ông cũng quát lác mắt trợn lên, phải không? Rõ trông là sân, quát rất là ghê, phải không? Thế nhưng này, đấy sân mà không phải sân, đấy là hiện tướng sân để điều phục chúng sinh thôi. Nhé, thì chúng ta đừng trách, chứ không bị đây, cho nên ấy, Phật muốn là không bị sân chi phối. Còn đây người ta chi phối sân, tâm người ta không sân mà người ta hiện tướng sân, la hét đánh mắng quát giữ làm chồng hết vía, nghe hết vía. À, thế nhưng mà tâm họ lại không hề sân. Thế đây là không bị sân chi phối mà người ta đang dùng cái sân để mà điều phục chúng sinh. Thì đây cho nên chúng ta cứ đừng nghĩ ai sân cũng là phàm cả đâu nhé. Nhiều cái sân mà người ta là thánh mình không biết. Nghe không? Đó là không bị sân chi phối. Tám là không bị sợ hãi chi phối. Nghe không? Không bị sợ hãi, không bị cái gì làm cho mình sợ hết. Ma quỷ yêu tinh mà cho đến dù là ai cho đến gọi là đến mà mang dao cắt cổ người ta đã không sợ, không sợ. Đó. Đấy. Thứ chín là không bị nghi chi phối.
Người này không còn bị nghi ngờ chi phối nữa. Đó nha. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, wow. Nghi mình, nghi người, không bị những cái nghi này nữa chi phối. Này chư hiền, ấy là vì lầu tần A-la-hán đã làm xong điều cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch kiết sử của hữu, chính trí giải thoát, xa lìa chín sự. Đó, thì Đức Phật nói đấy, nếu mà chúng ta mà thấy một ai mà được chín điều này thì có thể tin tưởng người đấy là thánh rồi. Không, chưa biết là A-la-hán hay không, nhưng mình thấy là thánh rồi đấy. Nghe không? Cái này thì và Đức Phật dạy thế này, nếu chúng ta mới gặp một người mà nhìn phớt qua thì làm sao biết được những cái việc này. Cho nên ấy, thứ nhất ấy là phải gần gũi, thứ hai ấy là phải lân mẫn, thứ ba là phải ở lâu, sống lâu để mà biết một người không phải, trừ có bậc thánh, Đức Phật và các bậc thánh thì nhìn cái là biết ngay. Tại vì các ngài đã là ở cái cấp độ trên rồi, ngài biết ngay. Thế còn chúng ta là người phàm ấy thì Đức Phật dạy đều phải lân mẫn, đều phải ở gần và phải ở lâu với nhau thì chúng ta mới biết được họ có chín cái điều này chứ, thì mới có thể biết được đây là thánh chứ, nghe không? Chứ còn mà đòi con nhìn con biết ngay thì mình có ông thầy tướng giỏi chưa chắc đã biết được. Dù là mình là thầy tướng giỏi cũng không thể biết được bậc thánh đâu. Đó, không biết được bậc thánh thế nào. Cho nên phải ở gần, phải lân mẫn, phải sống lâu với nhau và nhìn vào chín cái hạnh này, biết được, đoán được vị ấy có thể là vị thánh hay không. Đó nhé. Thế thì đấy, đấy là cái cách mà Đức Phật dạy trong kinh đấy. Thì chắc là thời Đức Phật cũng có những vị người ta cũng thắc mắc thế này. Đấy thì Thầy dẫn hai bài kinh này để trả lời cho bạn Võ Ninh Hoa. Bạn biết, nghe không? Và chúng ta tìm, nhé, thời nay tìm được bậc thánh là khó. Thôi được cũng gần gần bậc thánh thì cũng tốt rồi. Để mình nương tựa. Nhưng mà đối ở đây ấy, thì Thầy nói này, bậc có chính kiến là rất quan trọng. Cái người nào họ chưa phải là thánh nhưng họ có thể giúp cho ta mở được chính kiến, ta thấy được, ta có chính kiến thì người đó cũng cực kỳ là quý. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh có nói là chính kiến gọi là xuất thế, tà kiến là thế gian. Cho nên chỉ cần cái người có chính kiến thôi, người ta đã giúp cho mình được rất nhiều, không bị lệch lạc tà kiến, và chắc chắn mình có chính kiến mình cũng sẽ đi đến chỗ giải thoát. Đó, cho nên là chúng ta thôi cầu gặp được thân hữu, gặp được thầy sáng bạn hiền, người có chính kiến để dẫn dắt cho chúng ta là rất quý rồi. Chứ còn đời nay để tìm bậc thánh thì Thầy nói là khó đấy. Nhé. Rồi. Một câu hỏi nữa nhé. Câu hỏi của vị này không nêu tên. Kính bạch sư phụ, con hiện là một thẩm phán, công tác trong ngành đã gần 10 năm. Con từng chứng kiến và xét xử rất nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng, rất thương tâm. Đặc biệt trong đó có những vụ mà hung thủ chính là người thân trong gia đình. Trong những lần xét xử, con có hỏi các bị cáo rằng tại sao bị cáo lại có những hành vi man dợ, vô nhân tính đối với người thân của mình như vậy? Và con đều nhận được một câu trả lời giống hệt nhau. Thưa hội đồng xét xử, trong lúc nóng giận, bị cáo đã không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình nên đã ra tay như vậy. Và bị cáo cũng không biết lý do mình tại sao lại như vậy. Những chuyện đấy làm con rất để tâm ạ. Thưa sư phụ, con xin sư phụ giảng giải giúp con rằng vì sao người ta lại nhẫn tâm ra tay hành hung, gây thương tích, thậm chí là sát hại ngay chính người thân của mình. Điều này làm cho con rất băn khoăn, vì sau mỗi lần xét xử, nhìn vào đôi mắt của những bà mẹ mất con, người bà mất cháu, người vợ mất chồng, con càng thêm đau xót và nhìn đôi mắt hối hận của các bị cáo, vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương. Mong sư phụ giảng giải giúp con để con vững tin tiếp tục trên sứ mệnh bảo vệ công lý ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Nơi đây là câu hỏi của một Phật tử, và lại là thẩm phán của một tòa án. Thì chúng ta thấy cái câu hỏi mà Phật tử này đưa ra cũng rất là chăn trở, đúng không? Nó làm thẩm phán phải xét thực sự mà nói đấy, xét những cái việc mà phải đi đến cái án mà phải tử hình, nó là cả vấn đề. Hiện nay thì nhiều nước trên thế giới họ đã bỏ cái án tử hình rồi. Thế rồi như nước ta trước đây ấy, khi mà tử hình thì là bắn
là bắn. Bây giờ thì như bỏ hình thức bắn rồi, bây giờ là tiêm, tiêm thuốc độc cho chết thôi, chứ không bắn nữa. Ngày hồi thầy còn học cấp 3 ở Hải Dương, nó có cái trường bắn ở Hải Dương á. Thầy cũng có nghe một lần hồi không biết là xử cái vụ cái cậu này nó cũng rất là ác đấy, thầy quên mất tên rồi. Thế mà nghe nói là dẫn ra, gọi là ra pháp trường, phải buộc chân buộc tay rồi bịt mắt vào, trói vào một cái cột. Thế xong rồi là bao nhiêu chiến sĩ công an là bắt đầu lên đạn nổ súng bắn đó. Thế nhưng cả người nhà cũng đứng xem đau xót lắm thưa đại chúng. Thực sự đúng là đấy là kẻ có tội thật. Nhưng mà cái việc bắn ấy, mình thấy nó cũng làm sao ấy, mà nó đau khổ. Cái người chết thì đã đành, những cái người còn lại đau đớn lắm thưa đại chúng. Nếu là mẹ, là cha mà nhìn con mình bị thế, nó đau xót lắm thưa đại chúng. Có lẽ rồi về cũng cứ nhìn, cứ héo hắt thế mà chết đấy. Cho nên thầy nghĩ bây giờ nhà nước mình bỏ cái hình thức bắn cũng là một cái tiến bộ. Và thầy cũng vẫn mong làm sao thì có thể cái án tử hình sau này cũng bỏ đi. Vì đối với đạo Phật mình đấy, đã không có cái giới, cái không có đạo Phật mình, Đức Phật đã chế cái giới không sát sinh, không giết người rồi. Vì thực ra chúng ta biết ấy, con người ta là mạng sống, tội lỗi có thể rất tày đình. Mà nhiều khi cái tội đấy họ còn làm là do nghiệp nữa. Nhiều cái nó xui khiến lắm. Đó, nó rất nhiều thứ để xảy ra một cái tội giết người để phải đến cái án tử hình. Cho nên là quả thật ấy, cái nhìn của đạo Phật thầy vẫn thấy nó rất bao dung. Đức Phật ấy, cái trí tuệ của Phật, gọi là với tuệ giác của Phật. Tại sao Đức Phật lại nói ra cái giới không sát sinh, không giết người, nghe không? Tử hình thì cũng là giết người. Thì không phải vô cớ mà Đức Phật này đưa ra cái giới cho đệ tử như chúng ta là giữ cái giới không giết người, không sát sinh. Thế thì cái việc mà tử hình là phải giết người rồi. Cho nên ấy, đối với đạo Phật chúng ta, cái tuệ giác của Phật ấy, trân quý sự sống. Trong cái sự sống này có những cái sự sống tội lỗi thật đấy, nhưng mà tội thì vẫn xử, nhưng xử thế nào không nên kết thúc cái mạng sống của họ. Vì kết thúc mạng sống thì còn gì để mà nói nữa. Mà đạo Phật vẫn là cái đạo giáo dục. Đức Phật vẫn mong muốn những cái người đấy thôi, họ còn sống á, thì họ được giáo dục. Chết rồi giáo dục họ thế nào? Và cho họ chung thân đi ở trong tù á, xong rồi giáo dục họ, họ biết hối cải. Biết hối cải đấy. Thầy nhớ có lần thầy vào thăm nhà tù đấy, nói là thầy đi vào tù chứ, thầy vào trong nhà tù, cái xà lim tử tù đấy, cái cậu này ấy, lúc mà mở cái cánh cửa sắt ra vào, thầy nhìn nó thấy ớn, nó chỉ vào mặt nó, thầy ơi, thầy nhìn thấy mặt con nó bớt lạnh chưa? Con ấy, con giết bốn mạng rồi đấy, kinh từ đấy chúng, giết bốn người rồi. Thế nhưng mà nó cũng gọi mình là thầy, và thầy nói chuyện với nó, thì thầy cũng bắt đầu thấy nó có vẻ là có cảm mến. Đấy, thì trong những cái ngày tháng nó đợi chờ cái án tử hình đấy, nó cũng phải suy nghĩ, nó ăn năn, nó suy nghĩ chứ thưa đại chúng. Thế cho nên thầy nghĩ là đối với chúng sinh tội lỗi thì đến cái mức nào đấy, nhất là trong loài người này, vẫn nên để cho người ta sống thì cũng hay, để cho người ta ăn năn hối cải. Thế còn đúng là giết đi mất rồi thì chả còn gì để nói nữa. Có gì mà có nhiều cái tội để chúng biết là do ân oán nghiệp báo, nghiệp báo với nhau. Trong cái lần mà thầy làm cái đơn lên chủ tịch nước á, để xin ân xá cho cái cậu Cường á, thầy cũng nói đến cái này. Tử tù Phạm Xuân Cường á, thầy nói là trong các cái tội nó có những cái tội là do nghiệp nữa đấy. Nghiệp nó khiến lên. Nghiệp nó khiến lên là giết nhau. Đấy. Thế này chúng đã nghe qua cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác đấy. Ngài An Thế Cao đấy. Ngài đi, Ngài nói, trước khi Ngài đi, Ngài nói hôm nay ấy, ta đi là để trả nốt cái nghiệp xưa. Thế và Ngài đi đến là cái anh chàng kia gặp thấy Ngài ấy, tự nhiên là nó chẳng hiểu sao nó điên tiết lên, nó rút dao chém đầu Ngài luôn. Đó. Thế Ngài biết là Ngài có cái nợ với nó. Ngài có cái nợ với nó, phải đến trả nốt. Đấy là một kiếp, xong kiếp sau nữa thì Ngài cũng tu đắc đạo rồi, thì Ngài hôm Ngài đi, mà hôm nay ta cũng đi để trả nốt cái nợ. Thế Ngài đi đến cái chợ này,
Vào trong chợ thì lóng quắng thế nào, ở trong chợ nó xảy ra cái vụ xô xát đánh nhau, cuối cùng Ngài đi vào nó chém luôn Ngài, chết luôn. Đó, thì Ngài biết Ngài cũng phải trả nốt cái nghiệp này. Đó, thế rồi đại chúng thấy cái câu chuyện mà oan gia trái chủ vong thai đấy, ở chùa mình ấy, nó nhập vào cái cô Phật tử ở Bắc Ninh đấy, rồi bóp cổ cháu đấy, cháu ruột mình đang cho cháu ăn rồi bế cháu lên bóp cổ, nếu hôm ấy không có ai ở nhà, có phải không? Thì thành ra là bà giết cháu. Cho nên lúc gia đình nhà cô về chùa mình có lễ tạ, cô cảm ơn, cô nói bảo hôm qua nếu mà chư tăng của chùa không khai thị cho vong linh thì con mà giết chết cháu con rồi thì con đau khổ lắm, có khi con chết mất đấy. Đấy, thế thì những cái trường hợp ấy thì đại chúng bảo cái án nó là cái gì? Phải không? Thế mà lại đem ra giết người ta, bảo người đâu có biết đâu. Cái chú Thành mà bố của Phạm Xuân Cường mà giết vợ đấy, khi chú ra tù rồi, chú về đây chú khóc ghê lắm. Chú cũng nói với thầy, thầy ơi, cái ngày, cái hôm ấy, cái lúc ấy, con hoàn toàn không biết gì. Lúc mà chú giết vợ chú, tự nhiên con thấy người con nó mắt nó tối sầm lại hết, và tự nhiên con đi, con lấy dao, con vào, con đâm chém chết vợ con. Xong rồi con đi lên cầu thang, xong con tự nhảy xuống, từ tầng 3 hay tầng 4 nhảy xuống để chết ấy, cũng không biết luôn. Chú bảo cứ giống như ai xui khiến con ấy. Đấy. Đấy, để tạo nên một cái thảm kịch cho gia đình của nhà tử tù Phạm Xuân Cường này. Đó. Thế thì chúng ta thấy là quả thật là có những cái tội mà nó thật sự là khó hiểu. Có những cái tội nó do nghiệp nó dẫn dắt. Thế cho nên chúng ta học Phật Pháp chúng ta mới hiểu Đức Phật dạy về nghiệp báo. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh tạo ra nghiệp, nhưng chúng sinh lại là người thừa kế, thừa tự trọn vẹn cái nghiệp mình đã tạo ra. Và cái nghiệp ấy, mình đã tạo ra nó, mình thừa kế nó thì nó lại sai sử mình, dẫn dắt mình, chi phối mình, phân loại, phân hạng mình. Mình là loại gì, người gì, à, cao cấp hay thấp cấp, đẹp hay xấu, như thế nào là do cái thằng nghiệp này, mà nghiệp mới lại do chính mình đẻ ra nó, mình tạo ra nó. Đó, thưa đại chúng. Nên trong Phật Pháp chúng ta thì có cái câu chuyện mà ông vua A Xà Thế đó, giết vua Bình Sa là cha của mình, đó, cướp ngôi xong rồi giết vua cha, giam vua cha vào ngục giết đi. Thì chỉ có Đức Phật Thích Ca mới, sau này mới nói rõ đây là ân oán tiền kiếp. Đó, vì ông Bình Sa, vua Bình Sa đã từng, trước đây là đã từng giết cái thân trước của A Xà Thế là một vị tu sĩ mà đã giết, cho nên ấy vị báo oán, cho nên đầu thai làm con. Khi mang hoàng hậu Vidahi mang thai ấy, là đã trong bụng này, mới thai trong bụng mà đã, bà khởi cái tâm là rất muốn uống máu của chồng, muốn được mút những giọt máu từ ngón tay của chồng đó. Đại chúng thấy cái ân oán nó kinh khủng đến như vậy. Mới mang cái thai thôi mà đã thế. Cho nên khi mà bà khởi cái tâm thèm được mút những cái giọt máu của vua Bình Sa, bà rất sợ. Thèm khát đến nỗi bà không ăn uống được, bà xanh xao gầy mòn đi. Thế mà khi mang thai A Xà Thế đấy, thèm khát những giọt máu của chồng như vậy. Thì đại chúng thấy nó có quái dị không? Một hoàng hậu mà tự nhiên lại muốn đi mút máu của chồng, quái gì? Bà không dám nói, cứ thèm khát thôi, không dám nói ra, và xanh xao vàng võ đi. Thế thì vua Bình Sa hỏi làm sao mà hậu lại xanh xao vàng võ này? Thì phải, bây giờ hậu phải nói thật cho ta biết. Thì bà mới thú thật, bà bảo nếu mà hậu nói thì hoàng thượng phải tha cho, chứ không đừng chém đầu hậu. Mà không, ta không chém đầu. Bà nói thật là thực sự là hậu rất là muốn được mút máu từ ngón tay của hoàng thượng. Thế là vua Bình Sa cắn tay cho bà mút luôn. Thì mút được những giọt máu rồi thì bà mới thấy dễ chịu được. Đại chúng thấy kinh khủng không? Dễ chịu được, nhẹ nhõm đi. Và cái sự việc này nó lan ra trong cung thì mấy ông tướng sư ông mới đoán là cái đứa bé này sau này sinh ra thì sẽ là nghịch tử, sẽ giết cha. Thế cho nên mới đặt là A Xà Thế. A Xà Thế nghĩa gọi là sinh oán. Sinh oán nghĩa là sinh ra là sẽ trả ân trả oán, báo oán nhau. Đó. Và quả thật khi A Xà Thế lớn lên đã
cướp ngôi của vua cha, tống vua cha vào ngục và giết chết vua cha. Đó. Và đại chúng thấy cái câu chuyện của dòng họ vua A Xà Thế, dòng họ vua Bình Sa này rất khổ. Sau này chính A Xà Thế cũng lại bị con của mình cướp ngôi và giết mình. Và đứa con của A Xà Thế sau này cũng lại bị con của nó cướp ngôi nó và giết năm đời luôn, tính từ vua Bình Sa. Tính từ vua Bình Sa đến đời thứ năm đều là cứ con cướp ngôi cha và giết cha. Thế là chúng thấy nó sợ không? Thế và sau đó thì dân chúng họ thấy cái dòng họ này ấy, thế này là không thể được, không thể để một cái dòng họ làm vua mà lại cứ con cướp ngôi của cha rồi giết cha thế này. Cho nên dân họ đã nổi lên và họ lật đổ cái triều đình này và họ thay thế cái dòng họ của vua Bình Sa này. Đó, thế chúng đây là ân oán đấy nhé. Thế thì ở đây ấy, tại sao thầy kể nó dài dòng như thế để liên hệ đến cái vấn đề mà Phật tử là thẩm phán này hỏi mà tại sao trong gia đình này có những cái người đấy bị cáo bây giờ là giết người thân. Thì chúng ta biết rồi, cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái đều là ân hoặc là oán với nhau hết. Theo cái nhìn của Phật giáo chúng ta đều là ân hoặc là oán hết ấy mà đến với nhau mà tụ hợp với nhau. Phải không? Là ân ấy thì nó khá là tốt, trả ân trả nghĩa nhau thì khá là yên lành. Là oán để đến trả nhau thì nó như là vua A Xà Thế với vua Bình Sa đấy. Thái tử A Xà Thế và vua Bình Sa đến để hại nhau, để giết nhau, trả nợ nhau. Đó, nó như vậy đấy. Thế cho nên ấy, khi mà nó là nghiệp á, nghiệp rồi ấy, thì thực sự rất khó đại chúng. Cho nên tại sao mà các cái phạm nhân họ nói là khi là tôi không làm chủ được, không làm chủ được, nghiệp, cái sân nó bực lên. Lúc ý người thân ấy, cái tình thân lúc ấy nó rất là nhỏ, nó rất là nhẹ. Bình thường thì là mẹ, là con, là anh em đấy, có cái tình đấy, có thể cảm nhận được cái tình đấy. Nhưng khi cơn sân nó nổi lên, cái đằng tham dục nó nổi lên, cái si mê nó nổi lên, nó che luôn, nó mất luôn. Lúc ấy chẳng thấy đây là mẹ, chẳng thấy đây là vợ, chẳng thấy đây là con, là em gì cả nữa. Phải không? Cái sân nó che hết rồi, cái tham dục nó che hết rồi. Có người giết vì sân, vì hận mà giết, có người do tham mà giết. Đấy, tranh nhau ít đất ở Hà Tây đấy rồi là anh em chém chết nhau. Có người do si mà giết, có trường hợp ở đâu trong Bình Dương nó theo đạo, cái đạo mà gì đấy nó tà kiến, về giết luôn người thân luôn, bảo giết đi như thế thì mới được phước. À, thế là giết luôn. Đấy, thế này chúng đấy, si mà giết đấy. Nghĩ là theo cái đạo này nó bảo phải giết cái người này đi thì mới được, thế là giết luôn người nhà luôn. Cũng giống như ông Agumila đấy. Ông thầy ông bảo phải giết được 1.000 người thì về đây thì ta mới truyền cho cái bí quyết này. Thế là đi giết đấy. Đấy là si. Thì tham sân si gọi là ba độc. Nó che mờ hết tất cả rồi. Lúc cái ân tình nghĩa nọ nghĩa kia cũng không còn nữa, quên hết. Là người phàm, tức là chúng phàm phu chúng sinh thì sân lên ấy, thì nó cũng thực sự mà nói nó cũng không khác gì con chó đâu, tức là chúng. À, đang vui chơi với nhau thôi mà tranh nhau miếng xương quăng ra là nó cắn nhau ngay. Cái sân nó nổi lên rồi còn biết gì nữa đâu. Cho nên ấy, lúc này chúng ta mới thấy cái giá trị của người có biết tu tập. À, có biết tu tập, có biết làm chủ tâm mình, nó quan trọng vô cùng. Bao nhiêu câu chuyện đau thương đấy, như cô Phật tử, cô thẩm phán này có thấy, nó xảy ra đều là những người không có một chút gì tu tập, không biết tu tập hết. Những người này nếu là Phật tử của mình thì có khi họ kiềm chế được ngay. Phải không? Trong gia đình có thể biết kiềm chế bỏ được, thôi cái này hỉ xả đi. Anh em gọi là 9 bỏ làm 10, không tranh, không giành, không đấu nhau nữa vì mình là anh em, được học Phật Pháp rồi. Cho nên tại sao Phật tử của chúng ta rất ít khi phạm tội? Không phải không? Đúng không đại chúng? Phật tử rất ít khi phạm tội. Có thể nói, những Phật tử chân chính tu học Phật Pháp là tuyệt đối không phạm tội luôn. Thầy có thể tin cái điều đó. Không phạm tội, không phạm tội quốc gia nữa. Họ hiểu biết nhân quả, không phạm tội. Và họ có tu tập, họ học Pháp, họ có tu tập, không phạm tội. Đấy thì những cái người tội nhân này hầu hết là không biết gì Phật Pháp, không hề được tu tập. Cho nên có làm chủ được tâm mình đâu. Khi mà tham sân si nó nổi lên là nó khống chế mình, là nó bắt mình làm theo thôi. Cộng với nghiệp nó dồn đến, lúc ấy là nghiệp nữa thưa đại chúng, nghiệp nó dồn đến thì không làm chủ được, cho nên sẵn sàng ra tay sát hại nhau, kể cả là người thân. Chuyện đấy, thế thì chúng ta mới thấy là nó cực kỳ nguy hiểm ở cái nghiệp. À,
ở những cái oán kết này. Đấy, cho nên Thầy chia sẻ thế này để cho Phật tử thẩm phán này hiểu được cái điều này nhé. Thì Thầy cũng đương nhiên ấy, mình là thẩm phán thì phải làm theo đúng pháp luật thôi, có tội thì phải xử thôi, và đấy cũng là nhân là quả thôi, xử đúng tội đúng luật thôi, thì mình không có tội gì cả, mình cứ theo đúng luật của nhà nước như thế nào mình xử đúng thế, mình không có thêm không bớt, nhưng mình vẫn có một cái tâm nhân ái thương tội nhân như thế này là tốt, và thương tội nhân và mong cho tội nhân biết hối cải, dẫu phải tử hình thì cũng phải biết hồi tâm hối cải. Thế mà Thầy khuyên là cô thẩm phán này thì nếu xử rồi thì cũng nên khuyên cả gia đình của phạm nhân đấy nên cùng biết tu tập để hóa giải oán kết với nhau. Bây giờ thì bảo đời này thì người này bị án tử hình rồi thì khó, nhưng mà hóa giải cho kiếp sau có gặp lại nhau không trở thành oán kết như này nữa. Cái này là cái Phật Pháp mình rất là lợi ích cho họ, và chính họ có tu tập giảng giải Phật Pháp cho họ để gia đình hiểu, nó cũng bớt cái khổ đi. Đó, và cái đấy cũng là cái để mà hóa giải những cái ân oán nhiều kiếp cho nhau, chứ không thì nó cứ như thế này mãi, ân oán nhiều kiếp, rất là khổ nhé. Thì cái này thì chúng ta hiểu nó đều là nghiệp hết, là duyên nghiệp ân oán với nhau, oán kết với nhau mà ra, thì bất kể là người thân hay gì cũng đều có thể hành xử ác theo ác tâm như vậy đấy nhé. Thế thì xin chia sẻ để cho Phật tử nắm được.